Cảm ơn anh chị đã sử dụng kênh điện tử Gia Phát. Có lẽ là anh chị cũng đã quá quen thuộc với mã kênh XK3190TBE này rồi anh chị ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói đến pin của dòng kênh XK3190TBE này để tìm hiểu xem là dòng TBE này sử dụng pin 6V hay là pin 4V, những cái dấu hiệu khi mà kênh hết pin, cách thức chúng ta sạc pin, tuổi thọ pin, hoặc là chúng ta có thể tự thay thế pin tại nhà được không, và cách thay thế thì sẽ như thế nào. Anh chị có đang sử dụng các dòng kênh điện tử như là kênh bàn, kênh ghế ngồi, kênh bếp bùng chống nước, kênh sàn, kênh xe nâng, kênh điện tử có bánh xe di chuyển, hay đặc biệt hơn là anh chị đang sử dụng cùng mã kênh XK3190TBE này, thì mời anh chị đi tiếp video dưới đây ha. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái dấu hiệu nhận biết khi pin của kênh đã bị hư hoặc là bị chai hay chưa, và cái cách mà chúng ta thay pin cho đầu kênh XK3190TBE này nó sẽ như thế nào anh chị ha. Dạ rồi. Và khi cái dấu hiệu nhận biết của mình là khi mình mở kênh thì cái mặt số nó sẽ rất là mờ anh chị ha. Ở đây cái đèn báo pin nó cũng không có, và mình cũng cắm thử sạc anh chị ha. Đấy, khi mình cắm thử sạc thì nó có báo đèn AC, mình sạc tầm 4 đến 5 tiếng đồng hồ khi mình rút ra, nhưng mà cái tình trạng của nó vẫn sẽ không thay đổi, nó vẫn bị mờ và không thay đổi. Thì khi đó thì mình sẽ biết được là cái cục pin này nó đã hư hoặc là bị chai rồi anh ha. Và thì mình sẽ tiến hành mình thay thế một cục pin mới luôn anh chị. Đầu tiên thì mình tắt kênh và mình sẽ gỡ giấy tín hiệu đầu kênh ra anh chị ha. Giờ rồi mình gỡ ra. Ở đây trên đầu kênh thì nó sẽ có 6 cái vị trí ốc ha. Đây, 6 vị trí ốc. Thì mình sẽ gỡ 6 cái vị trí ốc này ra giúp em nha anh chị. Thế rồi sau khi mình gỡ được 6 ốc ra thì mình sẽ lật mặt kênh lên và mình sẽ mở ra giúp em nha. Đây, mình sẽ thấy cái viên pin ở đây anh chị ha. Thì mình sẽ rút cái jack này ra trước giúp em nha, cái jack pin nối với pin này. Mình sẽ rút ra trước giúp em nha. Và ở đây nó sẽ có cái ngàm, mình sẽ tháo 4 con ốc ở cái ngàm này ra anh chị ha. 4 vị trí ốc đó. Là mình sẽ phải tháo ra để mình lấy viên pin ra anh chị ha. Giờ rồi sau khi mình tháo ra được rồi, sẽ nhấc pin pin ra giúp em nha. Giờ đây pin của mình thì sẽ có hai cực, cực đỏ là cực dương và cực âm là cực màu đen này anh chị ha. Thì ở đây mình sẽ bấm cái này này, rút ra anh chị ha, bấm cái này để rút ra, và mình sẽ thay thế một cục pin mới anh chị ha. Pin mới này nó cũng sẽ có màu đỏ và màu đen, mình cũng nhét dây màu đỏ vào cực màu đỏ và màu đen sẽ vào cực màu đen anh chị ạ, đừng có nhầm lẫn với em nhé. Rồi sau khi mình đã gắn dây thì mình sẽ đặt pin vào đầu kênh như cũ này. Rồi ở đây cái dây này thì mình cũng gắn vào đầu kênh như cũ anh chị ạ. Bên dây màu đỏ sẽ là cực dương. Thì rồi bên dây màu đỏ sẽ là cực âm và màu đen sẽ là cực âm, và mình sẽ gắn lại như cũ anh chị ha. Thì rồi sau khi mình gắn lại như cũ thì mình sẽ mở kênh để mình kiểm tra kênh anh chị ha. Rồi mình sẽ mở lên, và khi kênh khởi động thành công như vậy là mình đã thay pin thành công cho này rồi anh chị ha. Giờ rồi kênh của mình thì nó sẽ có báo pin ở bên trái màn hình này, 4 đèn như vậy là đang đầy, còn một đèn thì anh chị sẽ sạc giúp em nha. Mình cắm sạc tầm 4 tiếng đồng hồ là kênh đầy pin anh chị ha, và biểu hiện sạc của nó là để sáng đèn AC này, và mình sạc tầm 4 tiếng đồng hồ là kênh sẽ đầy pin. Vậy là chúng ta đã thành công trong việc thay thế một viên pin mới cho đầu kênh XK3190TBE này rồi anh chị ha. Xem xong video này, nếu như anh chị đang có bất kỳ câu hỏi nào thì anh chị có thể để lại bình luận ở bên dưới. Hoặc là nếu như anh chị đang có nhu cầu mua pin kênh điện tử hay tham khảo các dòng kênh điện tử khác thì có thể gọi điện đến hotline 0909 899 833 để được kênh điện tử Gia Phát hỗ trợ anh chị ha. Chúc anh chị có thật là nhiều sức khỏe cũng như là công việc thuận lợi. Hẹn anh chị những video tiếp theo.